những sáng kiến đã giúp điều tiết giao thông ở Singapore có thể giúp Rio đối phó với nguy cơ bão lũ khẩn cấp. Với 2.000 dự án đang được triển khai, IBM đang giúp các thành phố trở nên thông minh hơn. Tôi là nhân viên IBM. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một hành tinh thông minh hơn từ thành phố này đến thành phố khác.